cũng giống như những dòng bán tải khác thì con Toyota Land Cruiser nó chỉ thiên về lực kéo chứ không thiên về tốc độ. Hôm nay CCM tiếp nhận cả hai con Land Cruiser với cùng một mục tiêu là nâng cao công suất, tốc độ lẫn lực kéo của nó. Mục tiêu là tăng gấp đôi nha các bạn so với zin. Đối với các dòng Land Cruiser sử dụng động cơ 6 máy thận hàng 4.5 lít máy xăng nha, thì công suất zin nó tầm 145 mã lực đo tại bánh xe. Động cơ hút khí tự nhiên. Bây giờ mình sẽ độ thêm hệ thống turbo như các bạn thấy. Turbo này cũng không phải là quá lớn đâu. Turbo cũng vừa phải thôi và thậm chí mình còn thấy nó là hơi nhỏ đó. Mục tiêu cuối cùng là đạt được khoảng 290-300 mã lực tại bánh xe. Và lực kéo đạt khoảng tầm 400 foot-pound là khoảng 550-600 Newton-mét đó các bạn. Với mức công suất này thì nó sẽ mạnh gấp đôi một chiếc Ford Raptor cỡ đó. Đối với những dự án này thì mình sẽ dùng ECU đua, tại vì mình đã thay đổi hết tất cả những cái gì liên quan tới xăng, gió, lửa của xe. Với ECU đua mình sẽ toàn quyền quyết định được mọi thông số hoạt động của động cơ, theo dõi nó, xem xét nó chính xác tới từng con số. Mục tiêu là đạt được cái hiệu suất mình mong muốn, và đặc biệt là chiếc xe phải an toàn, vận hành và bền bỉ theo thời gian nha các bạn. Và đây là kết quả cuối cùng, một con đó thì đạt được 305 mã lực, 404 foot-pound moment xoắn, đo tại bánh xe hết nha. Giá trị đo tại bánh xe thường thường thấp hơn giá trị đo tại cốt máy khoảng 15%. Chiếc còn lại đạt được 293 mã lực và 375 foot-pound moment xoắn. Chiếc này nó sử dụng turbo hơi nhỏ và nó không đạt được tối ưu hóa hiệu suất của động cơ.